Mến chào các bạn đồng tu. Hiện nay dịch bệnh quá phức tạp, nhiều bạn bè của chúng ta gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ. Vì vậy, kênh Nhân Quả Luân Hồi tạm thời quy đổi quà tặng thành tiền mặt để mến tặng cho các quý đạo hữu khi đăng ký tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Các chương trình chuyển đổi sang kim tiền như sau: Cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, Chép Kinh Địa Tạng, Vì Sao Tôi Trường Chay, Chép Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện và Học Bổng Thuộc Lòng Kinh Địa Tạng. Các bạn tham gia bất cứ chương trình nào sẽ được nhận giá trị kim tiền là 200.000 trên một nội dung. Riêng học bổng thuộc lòng kinh địa tạng là 4 triệu đồng. Tổng số tiền bạn tham gia hết các chương trình của kênh là 4.800.000. Để tham gia các chương trình này, bạn cần thực hiện các nội dung sau đây. Chương trình thứ nhất là Cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Các bạn ghi âm toàn bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Sau đó, chọn một phẩm bất kỳ để quay video. Và trước mỗi phẩm, các bạn ghi âm thêm tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát và quay video đọc tờ quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chương trình thứ hai là chép kinh Địa Tạng. Điều kiện là các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh chép trọn bộ Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh từ phẩm 1 đến phẩm 13 và quay video lật từng trang đầy đủ hình ảnh từ trang đầu đến trang cuối cùng. Chương trình thứ 3 là Vì Sao Tôi Trường Chay. Để tham gia chương trình này, các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Quay video về chế biến món ăn chay mà bạn cảm thấy ngon miệng. Trong video nêu rõ các nội dung sau: bạn trường chay từ lúc nào? Vì sao bạn ăn chay? Kinh nghiệm ăn chay của bạn, lợi ích đạt được sau khi bạn chuyển qua chế độ trường chay và độ dài của video lớn hơn 5 phút. Chương trình thứ tư là chép kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Chép 5 lần kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện và quay video lật từng trang từ đầu đến cuối, 5 quyển chép tay kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Chương trình thứ năm là học thuộc lòng kinh Địa Tạng. Các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Đọc trọn vẹn một quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nhắm mắt, chắp tay, quay chính diện và chia sẻ kinh nghiệm học thuộc kinh. Sau khi quay xong, các bạn gửi về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com, kèm theo tên, pháp danh nếu có, lời phát nguyện, số tài khoản, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng. Các bạn đồng ý cho kênh đăng video. Việc đăng video của các bạn chỉ nhằm mục đích duy nhất là khuyến tấn các bạn khác tham gia. Nếu các bạn không muốn nhận tiền mặt, các bạn ghi rõ số thứ tự phần quà mà các bạn muốn chọn. Đồng thời các chương trình ấn tổng khác, các bạn có thể gửi file về tham gia chương trình. Kênh sẽ ghi nhận lại thông tin. Sau khi có thể vận chuyển, kênh sẽ gửi quà liền cho các bạn. Nếu các bạn tham gia rồi, có thể khuyến khích người thân, bạn bè, hàng xóm cùng tham gia chương trình. Nếu các bạn tham gia và cảm thấy bản thân đã đầy đủ, có thể nhường lại tịnh tài cho kênh để hỗ trợ cho các bạn khác đang gặp khó khăn hơn. Admin xin chúc các bạn tu hành tinh tấn và bình an vượt qua đại dịch này. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.